Cùng quay trở lại với anh Tùng là hôm nay thì có rất là nhiều anh em hỏi em về cái dòng Tamashii LS Black Plus và cũng yêu cầu bên em làm một video mở nội thất của em Tamashii đây. Hôm nay thì bên em cũng sẽ phục vụ các bác và em hết lòng rồi. Cho bác và em xem về phần nội thất bên trong của mỗi sản phẩm vang cơ chính hãng của Tamashii. Dòng này có tên model là 15 Plus các bác nhá. Đây là hình thức của ruột hệ thống bên trong của mỗi sản phẩm Tamashii LS 15 Plus cho các bác. Đây là toàn bộ bo mạch, có dơ le và vỉ mạch xanh cho anh em. Dòng này thì bác nhìn thấy linh kiện rất đầy đủ rồi. Đấy, như anh em nào đang tham khảo mẫu Tamashii LS 15 Plus mà đang cần xem về phần nội thất, các bác có thể xem trực tiếp qua video ngày hôm nay bên cả Tùng Audio, và hãy vui lòng cho bên em nút like và đăng ký kênh các bác nhé, để chúng ta cập nhật video liên tục bên em. Bên em sẽ có những chương trình đặc biệt, và cũng như anh em nào đang có ý định mua trang thiết bị âm thanh để phục vụ phòng hát thì có thể liên hệ trực tiếp qua bên em Tùng để nhận được tư vấn và mức giá ưu đãi nhất. Nguồn biến áp vỉ mạch xanh, có hai dơ le ở đây, tụ nguồn đầy đủ các bác nhé, để anh em sử dụng dòng này yên tâm hơn. Và cùng quay trở lại với mẫu sản phẩm Tamashii LS 15 Plus cho các bác về khách hàng. Mẫu này thì bên em hiện tại đang bán với mức giá khá ưu ái cho các bác. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp bên em. Số lượng hàng thì khá là ít thôi, bởi vì cũng bán từ tháng trước rồi, nên là bên em hiện tại bên em số lượng hàng của LS 15 Plus thực sự là không có nhiều. Vậy nên thì cũng muốn bán hết cho các bác với mức giá ưu đãi hơn, để phục vụ các bác và anh em có nhu cầu trên phòng hát gia đình tốt, ghép đối vào âm ly cục đẩy để hỗ trợ cho anh em có tiếng hát hay hơn so với các bác và anh em sử dụng âm ly thông thường. Và mẫu Tamashii Pro LS 15 Plus thì có giao diện phiên bản màu đen với mặt phay nhôm, và phiên bản vang là nó to hơn những cái phiên bản thông thường đó nhé. Và đây là dòng sản phẩm vang cơ chính hãng, có đầy đủ mã QR cho các bác và anh em check hàng. Ngoài ra thì mặt ở trên mặt giao diện ấy, sẽ có cái phần đèn nếp giải đèn mưa rất đẹp khi bác và em sử dụng lấy tín hiệu nhạc vào. Còn thông thường khi các bác sử dụng mà chưa lấy tín hiệu ấy thì nó sẽ không có cái giải đèn nếp như thế này. Ví dụ như em rút cái cổng cắm USB ra thì nó sẽ trở lại trạng thái bình thường nhé. Còn khi các bác alo tiếng mic này hoặc là khi cấp nhạc đầy đủ với mẫu Tamashii thì nó sẽ có cái giải đèn mưa, giải đèn nếp đẹp như vậy. Phần tính năng của Tamashii LS 15 Plus thì sẽ bao gồm các tính năng như sau: reverb, delay, repeat, các giải bass mic chép cho phần echo, các giải bass mic chép cho mic và nhạc để các bác tự căn chỉnh. Những cái phần mic hay nhạc thì em sẽ để luôn ở chế độ mặc định để về các bác tự căn chỉnh với cặp mic anh em sử dụng hay những cặp loa các bác của em thường nghe. Bởi vì khi các bác nghe thì các bác sẽ căn chỉnh nó tốt hơn so với việc chúng em tự căn chỉnh, bởi vì nếu như em căn chỉnh mic với nhạc thì sẽ theo cặp loa và với mic bên em. Vậy nên là nhiều bác về thì chúng ta sử dụng với mic nó khác, nhiều dòng mic thì nó sẽ có tiếng bass nó hay tiếng chép nó cao hơn, nó khác thường hơn, thì chúng ta sẽ tự căn chỉnh. Cái giải này thì em sẽ để nguyên. Còn cái giải quan trọng nhất đó là echo, từ phím delay, repeat thì em sẽ căn chỉnh làm sao cho có tiếng echo vang nhại nó nhẹ nhất và tốt nhất, hỗ trợ cho anh em cảm giác khi chúng ta sử dụng hát vang nó tốt, thì em sẽ để căn chỉnh trước cái phần echo vang nhại cho bác. Còn về phần mặt màn hình ấy, sẽ hiển thị đầy đủ thông số từ âm lượng effect tổng, mic, nhạc và các đường dây lấy tín hiệu nhé. Mẫu này thì có đầy đủ các đường dây lấy tín hiệu rồi, USB, cổng quang, Bluetooth có đầy đủ nhé, và đường dây tín hiệu trắng đỏ anh em có thể ghép mặt sau cho em. Ba phím volume được thiết kế có đèn led và làm bằng kim loại, đó là âm lượng tổng, effect vang nhại, echo này, mic, nhạc để các bác tự căn chỉnh theo âm lượng phù hợp nhất với cặp loa phòng hát gia đình. Bây giờ thì em cũng thử lại một chút chất âm đến từ mẫu sản phẩm Tamashii LS 15 Plus cho anh em khách hàng đang có ý định mua với mẫu sản phẩm này, cũng như đang tham khảo với mẫu LS 15 Plus bên cả Tùng Audio. 1 2 5 6 7 8 9 10. Là 1 2 5 6 7 8 9 10. Ok, các bác đã được nghe qua với tính chất lượng âm thanh của mẫu sản phẩm Tamashii LS 15 Plus. Thì em này thì thực sự là có tiếng chất lượng echo khá là ấm. Anh em nào có chất giọng hơi xé tiếng, hơi bị cao tiếng một chút thì mà có thể hỗ trợ ngay đến cái dòng LS 15 Plus này, để hỗ trợ cho anh em có tiếng nó tốt hơn và hỗ trợ cho anh em có tông giọng ấm hơn, chuẩn hơn. Và với mẫu sản phẩm Tamashii thì em cũng đã test trực tiếp chức năng FB chuông hú có trên máy rồi. Em test khá gần loa, không có hiện tượng rú rít xảy ra, nên là anh em nào đang sử dụng với âm ly thì các bác có thể sử dụng ngay với mẫu sản phẩm Tamashii để hỗ trợ cho các bác vừa có giải echo tốt hơn này, vừa có chức năng chống hú ổn định đến từ nhà phân phối Tamashii. Cũng cam kết đảm bảo cho anh em hàng chính hãng, vì mic em đã cho bác và em xem rồi. Em nào có nhu cầu hay là thắc mắc gì đóng góp thì bác cứ bình luận ở phía dưới video, để bên em Tùng sẽ giải đáp tất cả ý kiến đóng góp và thắc mắc của bác và anh em khách hàng. Với mẫu sản phẩm này thì bên em đang có mức giá ưu đãi và chế độ bảo hành tốt nhất. Bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em Tùng để nhận ngay mức giá tốt và chế độ bảo hành tốt bên cửa hàng Tùng Audio các bác nhé. Video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả bác và anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào.